Ngày 23 tháng 4, trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao của quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga sẽ tăng cường tấn công các kho của Ukraine, nơi chứa những vũ khí do phương Tây cung cấp. Tuyên bố mới được đưa ra vào thời điểm Mỹ chuẩn bị cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta sẽ đẩy mạnh cường độ tấn công các trung tâm hậu cần và kho chứa vũ khí của phương Tây. Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ được giao đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Về tình hình chiến trường, ông Shoigu cho biết các lực lượng Nga đã giành được thế chủ động dọc theo mặt trận dài 1.000 km. Trong tháng này, Nga đã chiếm được các làng Pervomaisk, Bodanivka và Novomikhailivka. Tại Novomikhailivka, Nga đã thu về được nhiều vũ khí của phương Tây, bao gồm súng phóng lựu của Thụy Điển, súng chống tăng Javelin của Mỹ và các hệ thống tác chiến điện tử NATO. Trước đó, trong ngày 22 tháng 4, một chỉ huy Ukraine cho biết họ vẫn đang nắm giữ 15-20% làng Novomikhailivka.